Ngày 16 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bàn giao phạm nhân Đặng Văn Kết và vật chứng cho trại giam Vĩnh Quang, di lý về tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin từ cơ quan công an, Đặng Văn Kết, 33 tuổi, ở xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang chấp hành án phạt 30 năm tù tại trại giam Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc. Khoảng 9 giờ ngày 9 tháng 7, lợi dụng sơ hở khi đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, kết treo qua ô cửa nhà vệ sinh ở trung tâm trốn ra ngoài. Giám thị trại giam Vĩnh Quang đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với phạm nhân kết về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Trên đường lẫn trốn, phạm nhân này đột nhập vào nhà dân ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, phá két sắt trộm cắp 200 triệu đồng tiền mặt, hai nhẫn vàng, một dây chuyền vàng và nhiều tài sản khác. Sau đó kết mua hai điện thoại di động, sim thẻ điện thoại đến tỉnh Yên Bái, mua một xe máy cũ làm phương tiện để trốn vào miền Nam. Chiều ngày 15 tháng 7 khi phát hiện người giống phạm nhân kết xuất hiện trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, lực lượng của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bắt kết và thu giữ một xe máy, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, hai điện thoại di động, một dây chuyền hai nhẫn vàng.